Thưa quý vị, vào tháng 11 tới đây thì huyền thoại saxophone Kenny G sẽ đến Việt Nam biểu diễn trong đêm nhạc Kenny G Live in Việt Nam và mở màn cho dự án Good Morning Việt Nam. Đây là dự án âm nhạc quốc tế hoạt động vì cộng đồng tại Việt Nam, Báo Nhân dân cùng IB Group khởi xướng. Thông tin được đưa ra trong buổi lễ công bố chính thức sự kiện Kenny G Live in Việt Nam vào chiều nay. Lời mời sang Việt Nam biểu diễn như là lần đầu tiên nghệ sĩ Kenny G biểu diễn trong một chương trình vì cộng đồng. Dự án âm nhạc Good Morning Việt Nam không chỉ với mục đích lan tỏa âm nhạc đỉnh cao của thế giới đến Việt Nam mà còn mang giá trị nhân văn. Mục đích chính của chúng tôi lần này là muốn mang cái nghệ thuật đỉnh cao của quốc tế đến, nhưng với mục đích phụng sự người dân là chính. Phụng sự ở đây trước hết là ở cái nghĩa là mang đến cho được nhiều người thưởng thức. Và việc thứ hai nữa là toàn bộ cái kinh phí thu được từ việc bán vé thì sẽ đều được đóng góp cho các cái hoạt động thiện nguyện ở Việt Nam. Để đêm nhạc Kenny G in Việt Nam đáp ứng đủ tiêu chí, ban tổ chức rất cố gắng đáp ứng mọi yêu cầu về âm thanh, kỹ thuật. Đối với các cái thiết bị, rồi các cái nhạc cụ, rồi tất cả những cái backline, backup cho cái chương trình lần này là họ yêu cầu đến kỹ đến từng sợi dây, yêu cầu về thông số kỹ thuật cũng như về cái giá trị vật chất của nó cũng rất là lớn. Vì vậy nó cũng là một cái rất là thách thức đối với ban tổ chức chúng tôi. Nhưng tuy nhiên chúng tôi với sự nỗ lực cố gắng của ban tổ chức chúng tôi cũng đáp ứng họ tất cả những cái gì mà họ yêu cầu về phía Việt Nam mà chúng ta phải chuẩn bị. Đêm nhạc Kenny G in Việt Nam sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 14 tháng 11 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình với thời lượng hơn 2 tiếng đồng hồ theo đúng format biểu diễn của nghệ sĩ Kenny G tại các sân khấu lớn trên thế giới.